Ok, xin chào, lên xe. Hôm nay các người cá sẽ được đi tập water polo nha các bạn. Tôi qua rước bạn người cá Sophia, Ben và Tai. Vô xe, vô xe. Mấy em không có giỡn như vậy. Ngồi dậy đàng hoàng lẹ lên để xe chở mình đến tập luyện cho nó nhanh. Thẳng tiếng my love. Hôm nay chúng ta sẽ tập các kỹ năng của môn thể thao water polo nha mấy em. Môn thể thao này chưa được đưa vào Việt Nam nhưng mà rất phổ biến ở Mỹ. Water polo. Đúng rồi. Chơi môn này mấy em phải có thể lực và có thể nổi được người trên mặt nước, nên bài tập đứng nước rất là quan trọng đó nha. Sophia thích water polo không? Hả? Hả? Hết hồn. Ben nói gì Ben? Nếu tùy ôn nó mà đi qua Singapore là tụi em sẽ ăn thịt động vật lại nè, xong rồi làm mấy clip bậy bạ, đúng rồi câu like như trên TikTok luôn á. Nếu tùy ôn mà đi. Hay quá hả? Vậy tôi lấy bằng người cá thế giới của Ben lại luôn, chịu không? Không, cho rồi không được lấy lại. Cho rồi, đi ôn mà đi rồi xé bằng lớp mát rồi. Lấy đầu tiêu rồi. Đúng rồi, lấy bằng tiêu xé đấy, thẻ tôi mẻ hết luôn. Rảnh quá ha mấy em ha. Xong rồi lấy bằng tiêu xé ra thành xong mà tôi qua Singapore tôi có nguyên dạng đệ tử người cá mới ở Singapore. Nhiệm vụ của Tion là phát triển câu lạc bộ người cá. Không, quay vô đây chẳng là Tion mua vé máy bay, mình xé vé máy bay. Ồ đúng rồi, xé vé máy bay Tion hoài luôn, cho tôi mắc nợ luôn, cho tôi mắc nợ giang hồ 10 tỷ luôn. Sao vậy sao? Không, lúc mà đi ra sân bay dẫn lên máy bay sẽ được bật. Vô tập water polo nha. Hôm nay mấy em sẽ được trên mấy kỹ năng về môn thể thao đẳng cấp dưới nước, gọi là môn bóng ném nước. Water polo. Đúng rồi. Sắp tới mai à rồi. Vừa khi tất cả người dân không còn một ai ăn thịt không. Ừ đúng rồi, Tion mà đi á, tụi mình đem dao đem kéo đi. Chặt chân Tion, chặt tay. Thôi, cho khỏi đi luôn. Ừ đúng rồi á, xong rồi móc mắt Tion luôn á. Gì ghê vậy? Nếu Tion mà đi á. Mấy đệ tử của Tion quậy dễ sợ. Giờ đã tính không cho Tion đi qua Singapore rồi. Bắt Tion ở Việt Nam. Mà trong khi ở Việt Nam đâu phải ai cũng ý thức muốn trở thành người cá để cứu thiên nhiên và động vật. Cái xấu ở Việt Nam quá nhiều. Tôi ơi, bị giặt đồ mà bị gắt thẻ rồi, có sao không? Tên gì? Cái thẻ em tên? Tân Nhân, Nam, 2018, đúng rồi nè. Cái này của em. Ủa, vé con nát mà. Còn cái kia là... Tôi có làm việc đó cho em chứ. Chưa. Vậy chốt sao hết phải bò á. Tôi chỉ có thể bò chứ. Hả? Tôi có đăng ký thẻ cho em chưa? Chưa. Tại sao tôi không đăng ký? 2.1 triệu. Qua cô làm lại. Yeah, mưa rồi. Mưa là lúc mà chúng ta tập luyện tốt hơn đó các em. Vậy cho bên mưa làm luôn được không? Bên đăng ký thẻ tháng luôn hả? Dạ. 2.1 triệu nha. Nhà không có ở mà tiền thì có xài. Là ăn mày. Đại gia hào, hoan nghênh đại gia lại đến tiệm tà mỹ nhân nhỉ. Hả? Ok. Các bạn sẵn sàng chưa? Nhớ bơi thẳng, không được bám lên sợi dây, ok?
Hôm nay chúng ta sẽ tập kỹ năng của môn Waterpolo, môn thể thao bóng ném dưới nước. Môn này chưa có mặt ở Việt Nam và Tion sẽ hướng dẫn cho các em để các em chuẩn bị thi sự kiện cá của chúng ta, tập cái môn này để chúng ta chơi với các người cá khác ở nước ngoài. Khi Tion hoàn tất 40 tuần ở Việt Nam, chúng ta sẽ qua Singapore. Mấy bạn ở bên Singapore chơi bóng ném nước rất là giỏi. Tion ơi, Tion để trên cái gì là tập gì mẹ này? Ủa, chơi bóng ném nước đâu mẹ? Bóng ném nước. Hôm nay có 3 bạn đến rồi đúng không? Ok, còn bạn nào nữa? Tai, are you ready? Come here. Rồi, người cá Ben đó đúng không? Người cá Ben đi bơi bỏ quên cái quần rồi nó trốn rồi. Dạ em cảm ơn anh. Bó tay người cá Ben. Người cá Ben là người cá thờ ơ nhất. Chính xác. Rồi mấy em sẵn sàng hết chưa? Thôi xuống nước bơi khởi động chứ đi. Giờ tôi anh hướng dẫn sao nha. Anh phải đổi đường khác mình. Rồi xuống nước bơi qua bơi lại khởi động. Hai vòng thôi. Bơi như thở nhẹ thôi. Để chuẩn bị cho cái trò chơi là bóng ném dưới nước á, mấy em phải tập đứng nước cho thật tốt. Thì bây giờ hôm nay mấy em phải tập đứng nước 15 phút với cái bài anh yêu cầu là hít hơi vào bằng miệng. Khi mà kéo tay qua là hả miệng ra, hít hơi vào rồi vuốt nước 3 lần. 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Đó. Vuốt nước 3 lần. Sophia làm tốt lắm. Khi mà tay kéo qua là hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi vuốt nước 1, qua lại 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua hả miệng ra, hít hơi vào. Hai em coi đứng nước giống như bạn Sophia. Bạn nào đứng nước được 15 phút là thắng nha. Sophia chơi chung với hai bạn nha. Nha. Đồng hồ bây giờ là 5:40 thì tới 5:55 nha. Ok, tới 5:55 bạn nào mà đứng nước tốt nhất, nổi đầu được giống như Sophia là giỏi. Còn bạn nào mà chìm xuống thì cố gắng mà tập nha. Sau 15 phút anh sẽ đưa ra bài tập khác cho các em. Ok, chơi water polo là chúng ta phải đứng nước cho nó tốt, vuốt nước cho nó đều, kết hợp thở cho nó đúng. Tay mà qua là hít hơi vào rồi vuốt 1 2 3, bắt đầu. Ben là tôi thấy là kỹ thuật yếu nhất á. Nhìn bạn Sophia kìa, coi cách bạn kìa. Đúng rồi Sophia, cơ thể bạn rất tốt. Tay à, trời ơi, người cá mà đứng nước tưởng người ếch luôn á. Cái đuôi đâu rồi? Vô kiểm tra nè, bắt đầu chấm điểm nè. Cá bơi ngang sát vô vách tường. Đúng rồi, chúng ta đã có được sự góp ý nhẹ giống như là trọng tài luôn nha. Rồi các bạn đứng nước trong khúc khoảng này thôi nha, lịch sự nhường nhịn cho mọi người bơi qua bơi lại. Ok, giờ làm trước. Được rồi, tôi thấy mấy bạn đứng nước cũng khá tốt. Thôi bắt đầu tôi thưởng cho các bạn nha. Mời các người cá lên ăn khoai tây chiên. Ê, nước. Thấp thấp kìa. Xin ra để nước rủ ra hết đã rồi. Đúng rồi. Đừng khỏi cần phải cởi đuôi ra, để nước nó ra khỏi tay chân của mình đã. Tay khô ráo đã rồi, bóc khoai tây ăn nhẹ nhàng thôi nha mấy cưng. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị tới bài tập thứ hai là bài búng lên mặt nước. Mấy em lại gần phía Tion, đừng có đi xa quá nha, để chừa chỗ bên kia cho mấy bạn người thường bơi. Hôm nay chắc Tion không thể dạy được các em đến 3 kỹ thuật, mà Tion sẽ hướng dẫn các em một kỹ thuật duy nhất là đứng nước kiểu người cá. Thì các em phải đứng tại chỗ được.
đi tới đi lui được, đi ngang được nha. Làm được như vậy mà không mệt thì mới hoàn thiện cái kỹ thuật đứng nước của người cá nha. Rồi thậm chí là không còn lắc tay nữa, chỉ lắc đuôi thôi, hoặc là đứng yên trong nước luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn kỹ. Đúng rồi, em làm được rồi. Nhưng mà em bị mất nhịp hơi thở rồi. Hít hơi vào. 1, 2, 3, thở ra. Nhớ đếm, hít hơi vào. 1, 2, 3, thở ra, em làm tốt. Đúng rồi, bây giờ em duỗi thẳng hai tay xuống. Hít hơi vào. 1, 2, 3, thở ra. Đúng rồi, bạn này làm tốt nè. Lấy hai cái tay chống lên cái eo của mình. Đúng rồi, sẽ khó hơn đó. Tốt. Còn Benjamin nè. Coi bạn làm nè. Anh hướng dẫn nãy giờ là bạn làm tốt, còn em sao? Rồi em mà bị mệt thì em cứ chìm xuống, em thở ra bằng mũi trong nước, đừng có bám vô thành hồ. Tại mình sắp tới mình học cái kỹ thuật water polo để mình chơi bóng ném á. Mệt thì chìm xuống, thở ra bằng mũi, rồi kéo tay nhấn nước xuống, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Cái tay bên sai rồi. Cuốn nước qua lại đi. Sát vô trong đây, sát vô. Đừng để đụng người thường. Chúng ta là người cá, chúng ta rất nhỏ bé trong cái thế giới này. Người thường rất là nhiều. Ờ ha. Thôi mình đi qua bên kia mình tập nha. Chừa cái đường lai bên này cho mấy bạn người thường bơi. Ok, đi qua bên đây tập đi. Bơi bên này đi. Đúng rồi, thầy nói đúng. Ok không? Đúng rồi Ben. Ben đừng cãi nữa. Nơi đây quá tốt với chúng ta rồi. Chúng ta hết nơi đi rồi. Rồi, đi qua bên kia. Nghe lời thầy đi. Cãi thầy núi đè nữa bây giờ.